Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Thì trong video hôm nay, kênh Thành Đô Vlog tiếp tục chia sẻ với các em Các bài toán nâng cao của môn toán lớp 3 Thì cụ thể trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu các bài toán nâng cao lớp 3 về hình học Ở video trước, các em đã làm quen với bài tập số 1 Thì trong video hôm nay, chúng ta sang bài tập số 2 Một hình chữ nhật có chu vi là 36cm Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3 cm thì ta được hình vuông. Bài toán yêu cầu các em tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu. Để tính được diện tích của hình chữ nhật ban đầu thì các em phải tìm được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. Ở đây các em dựa vào chi tiết là nếu giảm chiều dài đi 3 cm và tăng chiều rộng thêm 3 cm thì ta được hình vuông. Như vậy chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau chiều rộng tăng thêm 3 cm nhưng chiều dài lại giảm đi cũng là 3 cm. Tức là tổng độ dài các cạnh của hình đó không thay đổi. Tổng độ dài các cạnh của hình đó không thay đổi. Hay nói cách khác là chu vi hình đó không thay đổi. Chu vi hình chữ nhật bằng 36 cm, như vậy chu vi của hình vuông cũng bằng 36 cm. Chu vi không thay đổi và cũng bằng 36 cm. Biết chu vi của hình vuông, các em dễ dàng tính được cạnh của hình vuông. Chu vi của hình vuông bằng số đo của một cạnh nhân với 4. Như vậy, cạnh của hình vuông sẽ bằng chu vi chia cho 4, tức là lấy 36 chia 4 bằng 9 cm. Cạnh của hình vuông bằng 9 cm. Như vậy, các em biết là chiều rộng cộng thêm 3 cm thì bằng 9 cm. Chiều rộng cộng thêm 3 bằng 9, như vậy chiều rộng bằng 9 trừ 3. Chiều dài trừ đi 3 bằng 9, như vậy chiều dài bằng 9 cộng 3. Cụ thể, chúng ta sẽ có lời giải chi tiết của bài toán này như sau. Nếu giảm chiều dài 3 cm và tăng chiều rộng 3 cm thì chu vi của hình đó không thay đổi. Do đó chu vi hình vuông bằng 36 cm. Độ dài của cạnh hình vuông là 36 chia 4 bằng 9 cm. Do đó chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là chiều rộng cộng thêm 3 thì bằng 9, như vậy chiều rộng bằng 9 trừ 3 và bằng 6 cm. Tiếp theo, chúng ta có chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là chiều dài trừ 3 bằng 9, như vậy chiều dài bằng 9 cộng 3 và bằng 12 cm. Biết chiều rộng bằng 6 cm. Chiều dài bằng 12 cm. Như vậy chúng ta có diện tích của hình chữ nhật ban đầu là. Các em lấy chiều dài là 12 nhân với chiều rộng là 6. 12 nhân 6 bằng 72 cm vuông. Như vậy các em có đáp số là 72 cm vuông. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và các em đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Để nhận được các tài liệu ôn tập, ôn thi và toán nâng cao mới nhất từ Thành Đô Vlog thì các em có thể theo dõi fanpage trên Facebook của Thành Đô Vlog theo đường link đặt ở phần mô tả của video xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp